không à. Trời ơi, hôn gà. Dạ Khánh Hoàng xin mến chào quý cô bác anh chị đang xem trên kênh YouTube Khánh Hoàng. Bữa nay cũng là mùng 8 rồi cả nhà. Khánh Hoàng có quay lại và đi ngang nhà của hai vợ chồng Khơ, em Hạnh và chị Cương cả nhà. Và cuộc sống như thế nào trong những ngày Tết này, em cũng mời cả nhà vào trong để thăm cái hoàn cảnh của hai vợ chồng. Và đó, trong cả nhà, em đi tới đây thăm. Coi mấy ngày nay chị có bán vé số không? Dạ em chào chị ha. Em mặt tôi nói ha. Con chào cô. Chào chị. Chào cô. Mà ra mấy tháng luôn nè, không Tết. Mấy hôm nay cô ăn Tết đây hay sao cô? Cũng lên đây ăn hả? Thấy cái con cô dán hai cái miếng đó. Nhức đầu rồi sao cô? Nhức đầu mà mất cái hành nhức đầu đó. Dạ. Mất cái đồ. Đó. Mấy chiếc con mẹ nhà đâu? Đấy, phía trong nữa, con vô phía trong nữa đây. Nhà đấy. Phía trong nhà là có mà. Có cây hạnh rồi đó nha. Chào nhé. Nay ăn Tết sao rồi em? Trời ơi, đồ ngờ gì đâu mà dữ vậy? Hạnh nói là anh Út bên mùa lấy bún cho làm thứ lấy vô đây cho ăn ngon lại. Dạ. Đến sau đó thì rồi ăn cái nhỏ đâu rồi cô? Cái gì cái trao là cho nghe là la không được. Nhất mắt của ông thì ngủ được cuối ngày. Con mắt cô bị nhức hả cô? Sau khi đi mổ từ hôm mổ. Ghê rồi chị ơi. Con mắt giờ con thấy nó mà không lên luôn nè. Cô qua đây ăn Tết là nào vậy cô? Có được mùng 2, mùng 3. Bà đi chọn này từ hôm trước hết bây giờ chưa uống rồi hả? Tại sao không uống thì để lâu ngày nó hết đát á. Nè nè, bà đây nè. Bà cái chỗ đi uống. Ơi, từ bên đây nha, mà đứng đường trong xuống dưới luôn à. Hôm nay là cô đi là chống y rậy rồi nè. Mất cái đường. Đấy. Mất cái tâm luôn rồi, tâm sưng nó luôn. Chỉnh đi về hả? Thôi để đó bên đi, hồi thấy sao? Giờ này chỉnh là chỉnh lại vô. Giờ cao điểm nha. Giờ cao điểm. Giờ này giờ khách tới hả? Là con. Bỏ nhẹ, giờ ta làm chết á. Dạ. Để cho người ta nghỉ ngơi. Đây cao điểm mà nghe ta làm cái gì mẹ mua đồ đó con. Mấy bữa nay có đi bán vé số dòm mọi chị Kim Cương. Để không? Anh. Dỡ cái tâm ra đi, dỡ cái tâm ra đi. Sỉ găng hả? Sỉ găng nữa. Trời ơi. Đi sớm ăn đi ăn. Lâu lâu mà để chén rác quá trời không chị? Quá trời cái cái bàn chân này nhiều nước ngọt à, bánh thì chỉ chân bên kia thôi. Này bao lì xì may mắn hả? Con trai của mẹ này bao bài không à? Con trai của mẹ bài hả? Trai mẹ bài. Ôi đồ này bộ chưa giặt hay sao dữ rồi chị? Chưa. Sao không giặt đồ em thấy quá trời ống đồ. Tôi đi bán sớm tối ngày có thâu cái nhạo. Cái này là hai giờ. Bán luôn hay sao? Ông đi xin tiền. Ê, tôi có bệnh mà. Mà lấy ngồi chơi. Anh không bán nữa, anh không đi bán nữa quên. Tết không nhớ lại nữa. À, bán tiếp em nữa. Còn cô đi xin tiền hả? Ông ngày có đi xin gì không cô? Mất gì là cô dám đi xin tiền. Mình ở với mấy con. Dạ. Bà kia bắt chữ quá trời chữ cho hết. Bà đây, bánh hả? Ai chửi cô? Tôi coi bệnh rồi ta uống gà uống quá quá. Mừng không? Có bán mừng không? Nó ngọt quá mẹ. Cái này dùng á. Có hạn luôn á. Chứ đẻ nó chân hoài là bánh là chocolate. Mất cái chân được tập luôn, nên có dám là con làm rồi.
Đó mình đãi lên mình trúng đi nữa mình ăn. Bên kia thấy cái chậu bông nó tàn luôn mà chưa dục nữa kìa. Chưa bỏ nữa. Đồ dầu quá trời đồ rạc luôn rồi. Tôi nói thầy tôi vô dẹp nó hoài mà dẹp hết chỗ đó, tôi mất bây giờ thấy đồ rồi. Cho mai vô. Đó là gia đình mình trải chiếu ngủ đây luôn hả cô? Dạ, mình đi lên ngủ đây đó nè. Nè, ông bà giáo chịu chạy nữa nè. Để chứ chứ ông chơi nè. Nè, mình nói nè, dẹp hết cho tới chứ con chế được. Còn ngày chị bán thì được nhiêu tờ? 50 vé là bán, 50 vé là bán lại gai còn cái gì? 50 vé hả? Lúc nào không biết. Này là còn nhiêu tờ? 30 vé đó, 30 vé. Chị bán hồi nào sáng giờ hả? Bán không ngon nữa. Chơi số ngày mốt luôn rồi. Lấy số ngày mốt hả? Từ 3 là muốn tiền mới nó hơi. Số bữa nay cũng vừa được số ngày mốt. Thì sao? Thì đưa số ngày mốt chị bán không hết thì chị bán ngày mai chị bán tiếp. Thứ hai phải không? Thứ hai. Phải rồi. Tôi lên chủ nhật rồi. Lên chủ nhật rồi mới thứ hai. Người gia đình mình thấy bị cảm hết trơn người ta. Ai cũng hết hết trơn à. Con thú gì vậy? Bệnh. Nó không phải. Cái hãng thứ hai rồi. Cái hãng ấm gầy có đi xuống Châu Đốc để bán vé số không? Sao vậy? Nè, anh này anh thấy quen hỏi anh Hằng con này con nào đi nói bạn. Ai? Bạn trước á. À, bạn trước đó nè. Bạn trước không cho bạn trước đâu. Trời có vợ rồi nha. Không, cái đó là bữa em quay ở dưới là gặp bạn thiệt mà. Bạn đi ngoài đường biết, thôi. Biết rồi, có vợ quen với bạn không à. Ghen, chỉ ghen hay vậy đó. Ghen hay vậy? Ghen hay vậy? Bán ngoài đường mà đâu có gì đâu. Lúc còn một xíu là còn có đâu. Sao? Ổng vũ rồi nhái lợi nghe rồi nhái nói là tính tao không lớn nhái bọng rồi nặng không quen nữa đâu. Thì bây giờ ở đây rồi đâu có gặp bạn đó nữa đâu mà ghen. Ghen. Sao mà chị biết hả? Sao chị biết hay hả? Nhìn ở trong cái điện thoại của Mấn á. Coi trên điện thoại hả? Coi trên điện thoại ha. Chứ coi trong game nữa. Nó bắt lên trong game nó coi luôn. Con gì không gà anh nhái ra đây đây tới nhà mình chúc Tết nào. Nhái bạn ơi. Kêu bạn ấy đi nhậu đòn chợ lẫn đi. Không có vũ về đây. Vũ về đây nói nhà lại trường hợp tôi bạn ơi nhậu với tôi. Rồi đây vợ bạn đây giờ nghỉ nhậu rồi. Bệnh là nghỉ nhậu phải không? Hết bệnh nhậu nữa ha. Bệnh nghỉ nhậu à? Bệnh thì chơi nhậu hoài là chết. Tôi kêu mấy anh mà tiếp về vé. Tiếp về vé hả? Có chừng ướt hay cô bàn ướt hả cô? Ướt. Nó gặp mắt sao bị gì vậy? Nó bị không kỳ, nó ngủ con đêm vậy đó. Ngủ con đêm vậy hả? Chứ được rồi, sao nhất quá nó kìa trời. Hai cái miếng dán mà thấy lâu lắm mà nó cơ cho tôi không gỡ ra đi. Mình thay miếng khác. Tại quá là buồn. Quá là buồn. Nó mình mà con tôi biết kìa hết trời hết chứ mình đâu rồi. Miếng dán sao nhớ anh ơi. Mình có để được không? Không có anh nốt. Anh nốt bữa khác ghé. Nhắc anh Út vào người ta. Nhớ rồi. Nhớ. Ai vô ta kiên trì nó mà kiên trì vậy á. Sao? Chút xíu đi, tôi em mua cho. Chúc mua ủng hộ. Không khí Tết. Mua chúng xong rồi cấp cho vợ chồng mới vốn. Chúc làm ăn. Là nhà mau đi khỏi đó. Đang quan chúng đặc biệt. Đúng rồi, chúc đặc biệt nha. Chúc trăm ca cấp giống. Chúng tại nhà khác. Nhà lầu á, nhà lầu 2 tầng á. Xây nhà lầu luôn hả? Tính ai luôn. Đến nào đó, sao đi đi khám mà đâu đủ tiền đâu đi. Là cô đi khám bệnh đó hả? Mắt nè. Đi khám mắt. Hai chồng hạnh phúc quá ha. Ba mẹ bị ông già ghẻ đè xuống quánh. Trời quánh ơi. Quánh 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 quánh. Tao cứ lấy mắt này vô. Quánh mất lâu rồi, bệnh lâu rồi, mẹ tiền lâu rồi, chở mẹ đi nè. Lấy chút tiền mẹ là nó ăn cái trên đầu cổ mẹ luôn á. Nó đuổi mẹ đi ra đi. Ủa là cô bị chồng đuổi hả cô? Cô bị chồng đuổi hả? Đúng rồi.
giờ đi xe mình cho em. Đi xe mình cho em, gọi còn cái xe, còn cái xe luôn. Không á, quay xe, quay, rồi là đi bán hả? Chờ qua chị giấy này. Mẹ với anh Hằng đi đâu đi, đi nhiều? Đi quốc hội gì đi đi. Quay ngày bán 50 tờ vậy hả chị? Dạ. Phú hội nhiêu? 50 ngàn rồi. Đi phú hội chi hả chị? Kiếm tiền lên, không phải đi kiếm tiền đi chăm vợ. À, mình xuống rồi. Chợ với mình xin ha. Dạ. Mà chưa đủ tiền đi. Phú hội em có cọc đi ủ. Em nó ngồi gì chân. Trời ơi, chân nhiều quá rồi uống hết không để thôi đó. Con ơi. Nhiều quá à, khi uống hết mình đã xin quá trời rồi. Đúng nè, cũng có không khí Tết. Trước hồi hôm Tết tới giờ, trước Tết thì cái núi luôn rồi. Chiên. Uống hết mình đã xin hả? Hai chồng năm nay ăn Tết lớn không? Lớn. Lớn không nè? Lớn sao yếu gì ạ? À? Sao nghe yếu xìu à? Rồi, Tết hai chồng bệnh chưa? Tại vì bệnh thiếu nè. Bệnh đó hả? Thật là uống nước ngọt nhiều quá, bánh nhiều quá nè. Đi số đi bằng xe đạp hay gì? Đi bộ. Đi bộ hả? Chị biết dạy xe sao? Nhớ anh Út quá. Nhớ anh Út. Ngồi kế chồng mà nhớ anh Út tiêu rồi. Có đâu anh em có điện qua mới thôi, lúc đó điện qua mới thôi, hỏi thăm hai chồng hoài chi. À, sáng giờ ăn cơm gì chưa? Rồi. Ê, ăn cháo chưa không? Ăn cơm, ăn cháo. Bệnh cháo. 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 Điều này nó là ăn cháo. Con heo này là ăn cháo nè. Má, có bánh hoài mà không sợ. Sao vậy? Sao kêu heo? Ổng kêu con bằng heo lì của mình. Ổng kêu em bằng heo lì. Kêu bằng em chứ, kêu bằng heo lì gì? Ê, kêu em mà tôi nói cho mẹ rồi. Chưa, đâu kêu ơi, kêu là chưa heo. Ủa, thấy chưa, ngọt ngào. Ngon chả kìa. Chưa ngọt ngào chứ. À. Đúng rồi, ở đâu nè. Rồi, kêu lại đi, kêu lại sao. Ơi, chừng cái đó nó nhọn á. Kêu bà xã yêu kìa. Tết là chúc bà xã xinh đẹp gì coi. Em chúc ông xã đường sống lâu trăm tuổi, sống cho em nữa. Kìa, chúc lại kìa. Chúc lại cho bà xã vui. Bà cỡ đấy. Ở này lắm, nhỏ chúc bà xã xinh đẹp đâu. Lớn. Chúc bà xã gì nè. Lấy bà xã cứ bà xã mua bài bán đất. Vậy đi. Chị ký không cô? Ừ. Trời ơi, hung gà. Hôn hả? Mẹ ơi. Mẹ ơi, cắt con. 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 Trời ơi. Mẹ ơi, cắt con. Đồ đều kiến luôn. Lì, kiến lì. Lì quá trời lì hả? Búc. Búc. Còn cái này nó lì nữa, hai chồng liền đó. Hai chồng giỡn hoài ta. Ờ, đúng rồi. Trời ơi, đúng tiếng rồi. Lì. Cái kia không tờ, thẳng tờ đó. Lấy cho anh mấy anh nấu ngon quá nữa. Cái gì? Bên đây một bàn nước ngọt, rồi bên kia trong cái thùng nó cũng nước ngọt mày là xin về ta cho không hả? Ờ có mua. Xịt tiền này kia. Để đi. Để đi. Để đi vợ chồng lấy dành uống đi. Chạy vô đây nè. Chạy. Rồi chị đi bán gì có dắt theo nhỏ không? Có. Nó không dám đi, nó không chịu đi. Anh lấy nó lớn kìa nhà rồi. Chị bán giờ ở đâu? Anh. Thôi được rồi, để đó đi chị. Thường là chị bán ở đâu? Rồi để đó đi. Lò bộ dưới đây hả? Trời. Tưởng với em rồi. Dạ. Chị lò bộ xuống đây hay gì? Hả? Lò bộ xuống đây bán với số hả? Đâu có, em lò bộ dưới nhà mẹ em đó. À, đi xuống nhà mẹ ha. Ồ. Rồi xe đạp ai chạy? Nè, ông xã yêu nè. Xã yêu. Xã yêu hả? Quá ngọt ngào luôn. Tại còn vốn mấy số không hả? Nó mua đầy mua kia hết trơn rồi, sạch bách rồi, còn vốn có mua không? Mua quà đó chị thu đó. Ừ, quà hết trơn rồi. Mua quà đến chết hết trơn rồi. Mua quà tính tết chị thu dưới đó. Rồi dồn vốn qua cho chị bán.
đâu có đâu, đâu có dồn em đồng bạc này là có không? Đâu cũng được 300 đó. Ê, 308 mà đó là 300 mà nghe anh Hận anh mượn con cho mày chi con. Cho mày rồi anh trả con lợi. Đúng cho mày vậy. Ừ, chồng cho mày đó, mua hết. Kỳ qua là mua hết. Ừ, ừ, nghiệp chơi hả? Nghiệp với chồng hết chồng nè. Mẹ dạy nè, mẹ dạy nè. Chồng phải mua cho chị tôi. Mày đâu có cởi lợi được, đúng không? Ủa, rồi ăn sinh nhật hồi nào hả? Ăn sinh nhật hồi nào vậy? Được có đâu, em nói cay vậy mà. Cay vậy hả? Ừ. Ăn sinh nhật nha. Mà phải mua bánh kem ăn sinh nhật cũng được, cũng đỡ. Năm nay Di Cương bao nhiêu tuổi rồi? Năm ý 20, ý 41. 41. À, 41. Còn hai mặt cái mặt năm nay nhiêu? 21 tuổi. Ồ. Chẳng 20 luôn nha. Lớn hơn chẳng 20 luôn á. Lớn hơn. Đừng nói, đang chóng mặt mà. Đang chóng mặt hả? Hùng hết trong mặt. Hùng hết trong mặt. Ở nhà ngày nào cũng bán hay sao chị? Hay là... Ngày nào cũng bán hết trơn, cứ nghỉ thôi. À, hôm Tết vậy luôn ha. Dạ. Chính hôm Tết vô nghỉ, không chừng nghỉ. Nghỉ một bữa đi. Nghỉ một lự. Nghỉ qua Tết chị... không có tiền ăn. Còn thấy chị chịu cực khổ đi bán vé số. Mẹ nói là cực khổ, cho là cực khổ. Mẹ nói nghỉ một ngày giật đồ giật đạn. Hai vợ chồng chịu làm ăn á, có vốn là làm ăn buôn bán kia. Qua Tết không có tiền luôn, ăn đâu. Ở chỗ nè. Đau ốm nè, có tiền đâu mua uống uống. Bởi vì hai chồng dám làm kiếm tiền. Mẹ nói là đứt nhớ mấy số ăn. Mẹ đang đau, mẹ không có dám cho lên đây chính giật đồ cho con mà giật không được nè. Ôi trời. Ê, mẹ mày. Ê, mày lãi hả? Giật đồ con không được, mẹ đứng mắt không thấy đường. Không, con nó cho mẹ giặt. Chứ đồ nè, con không đi giặt làm sao con có đồ mặc. Con nhóc luôn rồi. Nó cho thì mình cũng phải giặt chứ, để giặt. Cho là phải giặt. Chứ mình đâu mặc gom gom vậy. Con đồ này không nè, còn đồ đâu mặc. Chứ để đồ dơ sao được. Hay là tính chỉ tính giặt mặt không giặt lần rồi về mặc luôn á. Ở đây có nước giặt không? Không có đâu, mà ảnh không. Anh không chịu làm cái xào làm sao em dạ em ơi. Có cây đâu. Ở đây nè, mấy cái móc đây nè. Mấy cái móc vậy đó phải. Kiếm dây á. Dạo vậy đó. Tùm lum cái trường tạ của mà hôm nó nói. Không dạ anh đâu, tên cái thằng anh có anh hai mới nói được rồi. Không đó không dám vô nhà nó đâu. Mà không nó lỡ thăm trường, cái trường học. Mình kiếm con dây dài dài, mình căng căng ra mình phơi à, ngoài á. Để nó nữa đây, mẹ ơi, hết mắt rồi, mắt còn quá nhất là chú không nổi đâu con ơi. Để em bán vé số rồi, mà xong nó ở nhà giặt cái thầy. Mơ nghỉ ngày đi. Mày cũng nghỉ ngày luôn, vợ chồng mày cũng nghỉ ngày luôn. Ông tiếp nhà tiếp tôi cho. Nè, mới nói nè. Từ bệnh đi xong được không? Được. Trời là trời. Mày lì á, tao không nói nha. Thằng chị đi xong là chết. Đi xong là nghe bà thị bắt giò. Rồi bên nó cũng xong. Mẹ chạy con nè. Đâu xuống sông mình giặt đâu, mình đứng trên bờ mình giặt mà. Biết bơi không? Nó chưa có biết bơi, mình chưa biết bơi. Không biết bơi luôn. Không biết bơi hả? Không biết bơi. Không, nhỏ tao lớn không biết bơi. Trai chị biết bơi không? Không luôn. Chống hình hai tao con này. Hai tao con nước mệt à? Chị biết bơi không? Không luôn. Bơi hút ngột nó ngọt thở có chịu quá. Bơi hút ngọt thở hả? Nó lội ai tôi đi, đừng có lội mày. Không, lội con lội không dám lội vào sâu đâu. Cô biết bơi không? Cô xuống chắc nổi nè. Biết rồi lội được. Biết luôn hả? Lội xuống bên trong luôn á. Dạ. Nè, tại chồng trước tôi chết, không chết á, tôi cố không dở mà, cố không có kẹp á. Vậy là chồng trước tôi không biết lội phải không? Trời, chồng trước mất lội luôn mà chết queo đó, nó đau á, nó chết vậy đó. Kìa, yeah, ổng ngồi nhìn cái hình ổng ngồi giờ thấy là đẹp trai đó. Sang á, ngồi sang á chị. Ngồi sang dữ lắm. Mà ổng chịu về là ổng cho con dâu hết bệnh nữa. Bệnh gì, mà... bệnh gì? Nó hồ hoài với lớp nào nó... Con nó đau bụng hoài đâu, bên này là hoài. Có đi khám chưa? Có đi khám chưa? Chưa. Tết á, thời tiết lạnh quá hay ho vậy đó, không sao. Cảm mình sao? Đi thuốc uống. Chị có uống chưa? Rồi uống có rồi. Đây nè, uống có rồi nè. Còn hai liều nè. Thử uống nước đá. Uống nước ngọt phải không à? Còn hai liều uống nè. Đâu phải với số được nhiêu tiền đâu cho. Thử uống nước đá mà uống nước ngọt không? Quá trời luôn. Nè. Trời ơi má ơi. Chị mẹ hoài vậy má. Được nhiều hả? Rồi chịu lấy với số đâu?
chồng mượn tiền. Hồi xưa cũng vốn mà nè, sắp tiền rất là gọn gàng luôn. Cái này tiền với tốn mà vốn có 50 ngàn cái gì. Vốn 50 ngàn là sao nói ta đủ ra. Không phải, tiền nào đó 50 ngàn. À, tiền nào 50 ngàn. Lộn. Là chiều lấy giấy số thiếu hả? Tôi có lấy giấy số là đủ nè. Tiền này nè. Bán được cái triệu hết cọc với số là đủ tiền vốn ha. Dạ. À, đầu tư chị Kim Cương đầu tư cái bị đi quá. Ta cái bị ta cho hay là mua hả? Mua. Mua ha. Mua 200 ngàn. Mua 200 ngàn. Cái bị 200 ngàn. Mất cầm. Mất cầm đúng rồi, mất cầm. Cọc đất có 300 ngàn kìa. Hay là bị đi mua bị ta chủ rồi. Đâu có 200 ngàn là bằng vốn thì bán số luôn đó. Đúng rồi. Ồ, trời thấy thật rồi. 200 ngàn chỉ hố rồi. Tại vụ. Tại vụ con bán vậy đó. Chứ mẹ mua có người làm. Rồi không có trả giá sao? Đây là cái ông chủ nào ông bán đẹp trai quá rồi. Ta bán. Cái bò hỏng luôn rồi gì. Đồ của ta bán mà ngay trả giá làm về. Ồ. Mua lâu chưa? Mua lâu rồi. Lâu rồi hả? Mua chị nhớ lộn rồi đó, người ta không bán 200 ngàn đâu, chị nhớ lộn rồi đó. Có khi nào nhớ lộn không? Ê, mình có nhớ lộn của ta đâu, mình sao la. Nhớ lộn chừng 20 thì 50. Thấy không? Đúng rồi. Cái này có 30 ngàn nữa. Đó. Đúng giá luôn, 30 ngàn là đúng rồi đó. Thôi bây giờ mình dẹp mấy cái đó đi. Cái hồng rồi để vô ăn để quá trời luôn kìa. Nào uống để bánh lên mình cúng. Với lại cũng hạ được rồi, hết Tết rồi. Hạ niêu rồi. Hạ niêu rồi. Niêu hôm qua hạ niêu cúng cúng cha mà không cúng luôn. Bắt tay vào việc đi chị ơi. Chứ đừng mỏi khó chịu. Dạ. Hạ là bữa nay là hạ niêu á. Giờ hai vợ chồng của Hạnh đang hạ niêu cả nhà. Hạ niêu. Cái hành trái to to không à? Nó bao lì xì nè. Trong đây có tiền không? Có không nè, có không? Bao lì xì đâu rồi? Bao lì xì đâu rồi? Cũng biết chân chứ bộ. Chân cái này lên nó đẹp á. Ai cần tiền cái mình để tiền vô. Mình lì xì ha. Vậy đó. Ờ, quá trời nước ngọt luôn rồi. Uống cái này chắc bị bệnh luôn quá. Uống nhiều quá ngon. Sao vậy anh Nguyễn Thi vậy? Đau rồi. Gia đình bị bệnh hết đây. Ăn Tết bị bệnh hết đây. Có bị té không? À, chị Kim Cương soạn đồ để giặt đó nha. Mấy bữa nay đã ăn Tết không có giặt đồ. Đó. Xuống mê sòng giặt đồ. À, với sông có nước rồi chị Kim Cương? Cái cầu xuống được đó. Múc nước lên, chích nước lên. Mình đi gần gần đó, để hồi mình múc nước cho nó vậy. Gần. Đồ quá trời dơ rồi, mình chưa đi chịu đi giặt đấy. Hôm về đi bán giấy số không ở không hả chị? Dạ. Ờ giờ giặt đồ. Chồng nghe nói chồng bệnh đó. Chị bệnh nè, mẹ có chị mẹ chồng cũng bị bệnh luôn. Đó, nguyên gia đình ăn Tết bệnh đó. Đó. Mẹ chỉ đang lấy cái xô xuống nước. Để lấy cái gì chảy ra để đồ mới được. Ủa chỉ có một cái thao hả? Có một cái thao. Này là phần nửa đó. Sao không này xích xuống dưới á? Mẹ kiếm cái gì chảy ra để đồ lên giặt. Giặt đó mẹ có thấy đồ đâu mà lên chặt cái ổn đêm hôm tôi giặt cái bút. Rồi nhảy luôn. Rất là vui tính luôn á. Mẹ có thấy đồ đâu. Cô đi cẩn thận nghe cô. Dạ. Mẹ hơi trơn á. Chị Kim Cương là không cho mẹ giặt đồ nữa nha. Tại thấy chị thấy mẹ đang bệnh. Chị không có cho mẹ chứ giặt. Bữa đó tôi bệnh, đó tôi chưa muốn mà lại bắt cái tôi xách. Cô cũng... Ờ. Tôi buồn lắm. Con mắt yếu gì sao cô không đi dép thấp chút á cho nó an toàn. Thôi cô ngồi đó đi, cô đừng có xuống. Chưa có dép vào mà, hết dép mà. Thấy cô mình mẩy xương hớp à. Chân nó mà mẩy chân rồi tôi kêu nhập viện đó.
Hắn đòi đi nuôi mà bà lại với nó bà đài tôi đi làm tiền bả. Bà lại là ai vậy cô? Bà lại chút cho mình nhà tôi bả nó một chút á. Là cái người đó là bắt cô đi làm hả? Ừ. Đi chăn dắt hả cô? Có bà con với cô không? Chị em bà con mà thôi, chị em bà con kỳ lắm mà tôi giờ tôi buồn lắm. Lắm giờ tôi buồn quá, nó mất. Là đi xin tiền về là cho cái cô đó ha? Đưa hết hay sao con? Đưa hết á, bà cũng lấy tôi được 200 nữa. Ủa có nghĩa là cô đang ở đậu đất cô đó hay là sao? Ở tạm đó mà tôi giờ ở tạm mà giờ tôi cũng đuổi rồi. À. Vậy thôi bây giờ cô về đây cô ở chung với Hận đi, mình đi xin rồi mẹ con mình trang trải cuộc sống ổn định hơn. Đây ở nè. Ờ, trên kia thì lúc phường nó kêu đi trên đây ở với người Hận nó điện hoài đó, giờ điện 100 phút luôn. Dạ, có nghĩa là hiện tại thì cô đang bị người ta lợi dụng đó để kiếm tiền về cho người ta. Chị, cô về đây ở với anh Hận đi là tụi con cho tiền cô đi khám bệnh đó. Bây giờ tính bữa nay tôi về là tôi không có đồ mặc ở đây, không có đồ mặc thôi. Bữa nào kêu Hẳn nó về bển nó dọn đồ cô về bên đây. Dọn bà tử chút cô nội nhỏ tôi lấy được thôi. Tôi bả đưa khẩu sao kỳ vậy? Cái bà con sao với cô? Có bà con không? Bà con ở đó bà chị đó. Rồi hiện tại là ông xã cô đang làm gì? Ông xã không có làm gì đó. Trời ơi, không có làm gì trơn á. Tại có bàn chạy cũng được. Bàn chạy sạc đồ. Có gì thật bông không? Có. Có giặt được hả? Được không? Lót lót nó mới được hả? Cô lại bị bệnh bữa nào tới giờ? Bữa mùng 2 tháng 1 Tết nè. Rồi. Là cô đi xin là cô chia sẻ với con không? Cô đi xin là bao nhiêu năm rồi bị người ta lợi dụng? Ba năm rồi. Ba ông năm hả cô? Lúc con hai cái thằng nhỏ luôn, có đi xin nữa. Dạ. Rồi vậy cô bây giờ luôn. Xin về đưa tiền cho cô đó hết rồi giờ bệnh hoạn không có tiền đi khám bệnh đó. Khổ ghê á. Chữ luôn á, bữa ngày qua tôi nói tôi ngủ trên con tôi nói tôi không có về đâu. Có khi nào đuổi cô đi không? Dễ gì ha? Đuổi xong đuổi. Đuổi luôn. Đó bây giờ đi, tôi đi luôn rồi đó. Tôi không có về nhà đâu. Dạ. Yeah. Chiều nay tôi về nhà, tôi nói tôi không có đi về nhà nữa đâu. Khi nhà đưa tiền mới hết, mới lấy tiền quà cho tôi buồn. À, bây giờ con mắt con nó bị bệnh gì cô biết không? Nó giấc mạc. Viêm giác mạc. Chảy nước mắt hoài luôn kìa. Nước giác mạc nó kéo ghèn tùm lum chứ. Cô đâu có sổ bảo hiểm hả cô? Bảo hiểm mắc tính nghe mà làm lại. Cô phải đeo cái kính như thế này mà lộ về đường mà phải có chống cái gậy mới đi được. Đi chống bên đó. Có em đi làm lại. Giờ cô phải đi làm cái bảo hiểm á, tại vì mình cũng khó khăn đó. Có bảo hiểm nó tiện mình đi khám bệnh này kia lấy thuốc uống. Nó đỡ nó không có tốn tiền. Được. Dạ, cố gắng làm lại với có chứng minh hả con? Có lấy chứng minh gần bữa Tết này mà qua Tết lấy này mà chuẩn bị bệnh dạ. Lấy. Dạ. Với hạng này có giấy chứng minh không em? Cho chính làm đó có bảo hiểm đó. Dạ. Làm mới có bảo hiểm được. Rồi trong mình em sao rồi? Hả? Đau bụng hả? Sao mà lên đây thì nguyên cả nhà bệnh trơn à? Bệnh lâu chưa? À, có dạo này thì bệnh chứ thấy chị Kim Cương cũng đi bán vé số à, chị Kim Cương kìa tới Kim Cương cũng bệnh đó kìa bị lối ngực hay sao á cả gia đình nó chịu ăn uống thôi à giữ eo cái gì sao thấy ốm hết trời vậy nè nó giữ eo si à lấy đi giờ mẹ mò mới đặt thịt cho con thôi được lo đi thôi không chị quyết định là không cho mẹ chồng giật đầu tiếp hay không cho mẹ chồng giật à chị bị bệnh xá luôn nè thương mẹ chồng ghê cái này mẹ chồng đang bệnh đó quá trời đồ mới luôn mà không giặt để dơ đồ chồng với đồ con nó một đống luôn với đồ đó hôm nay như mình nghỉ bữa đi ha rồi mình giặt đồ dọn nhà đi kia đi em hỏi ổng em nói em ổng hỏi số cho chị hết chị khỏi đi bán 30 ừ đi rồi mua hết luôn chứ giờ thấy gia đình bệnh trơn rồi cả nhà hạng xuống giặt tiếp vợ đi anh hạng mà lúc lên thấy nhà mày bỗng trời ơi nó chi nút mà tụi em lên tụi em gặp mà tụi em còn sợ luôn rồi vừa thôi phiên chị giặt đồ giúp vợ đi lấy cái dầu thơ vô đi thôi đi khỏi đi thằng với mẹ lo cho chồng với lo cho mẹ chồng ghê à, thấy vợ thương ghê chưa mà nãy giờ không khen vợ tiếng nào chứ á chị ra tay thôi ha chị giặt anh Hạng xả cho nhanh kìa em giặt tiếp cho không không cho luôn là người quay mà cho hơn người quay luôn em vô giặt tiếp cho không ở nhà thấy rất là dễ thương đó nha chồng khờ của chị Kim Cương nè
nguyên bộ đồ bà vợ chồng bà cho em. Bà vợ chồng cho hả? Đó, mẹ chồng. Mẹ chồng hả? Mẹ chồng. Mẹ dễ thương. Đâu rồi, đâu có cũng rồi. Chịu khó buôn bán thì chỉ kiếm tiền á. Bị đau, bị đau, bị đau chứ cũng đi bán đi số. Vậy. Ê, trời ơi. Cái gì đó? Thiên cự. Thấy gì kìa. Tại chó nó uống xong rồi. Trời ơi, chó lên cái này bự dữ ha. Thằng chó nè. Nó cho vợ em thằng thôi. Ừ. Tiếp đi, tiếp tay đi. Chẳng lát nữa em sắp cho. Số đây nè. Số đây nè thằng ơi. Phải cho chồng tiếp mới được. Tại đây anh cũng bệnh mà. Chị cũng bệnh mà. Cũng đang bệnh đó. Mà bệnh mà bệnh tim. Lúc nó mua lần nó ở dường lỡ nó nhìn đó hoài đó, con vậy đó. À, mẹ, mẹ không phải nói vậy. Nhưng ta nói mà chị chú nói tao tôi mới nói lại cho mày nghe. Biết rồi mà hai mẹ con bà, hai mẹ con ổng á ăn thịt gà, hai mẹ con á ăn cơm rồi kìa. Tao đừng dòm con. Hai mẹ con ăn cơm rồi. Nó này nhặt đồ. Ủa sao chị không kéo cái cây thao xích vô chị chòm như vậy? Ừ, trời ơi. Xách lần 3 số luôn hả? Rồi chơi luôn, mình đàn ông mà. Đàn ông lực mạnh mẽ mà. Đàn vậy đó, giống hình lực dương kia. Ồ, tao không thấy đâu, nó làm vô đạo tao đó mày. Thấy chồng đi xách nước vui quá ha. Cái cầu đó ai làm cho chị Cương? Tao làm. Tao làm cho mình đó hả? Lúc trước thì cậu ở đâu cũng đi ra mà tới mày mới xong ở đâu. Bây giờ ở sớm bắt nè. Thích miếng dầu vô. Nè, lấy miếng dầu thích vô con heo. Hử? Bà chồng cũng kêu con dâu mình cỡ đó. Dở không rồi hả? Heo dễ thương. Heo dễ thương, heo dễ thương đúng không? Bé heo đó. Ừ. Nè. Thích vô miếng dầu rồi. Sao để anh hạn ảnh đưa mới được cô ơi. Bé heo dễ thương mà. Dạ chỉ ngồi tay với xà bông mà hả? Để hả anh hả xúc cho chị ha. Khoan khoan không ổn không ổn. Không ổn không ổn. Giấu. Gì chấm bi dữ ha. Hai ba ngày giặt lần đi. Rồi lên đồ hai ba ngày giặt lần. Chút xíu nữa chiều mau giặt cái nữa. Rồi mà lấy số ở phòng ở nhà ở phòng giặt rồi giặt khờ vậy. Dạ, chị để dặn. Dạ, chồng xách nước lên kìa. Để đây đây em thầy yêu. Ủa, em xả thân yêu của em à. Chị nói chuyện ngọt kìa, trời ơi. Ôi, ôi, không vợ miếng luôn nè. Lấy dầu chị xích kìa. À, chưa lấy dầu chứ, cho vợ miếng đây hả? Xích chứ, cho vợ miếng kìa, lấy dầu. Cho vợ miếng dầu. Nè, lấy ra vô cái cực á, lấy hết rồi. Sức cho vợ miếng dầu cho đỡ đi anh Hẳn. Sao anh làm gì anh giỡn à? Giỡn nhưng mà vợ khỏe, vợ vui. Sao không? Kêu nó lên nhìn đây. Trời ơi, dung sầu nó cầm đi. Kêu nó lên nhìn lạnh đây, nó không biết lào hay đảo. Nó biết. Lạnh đó đó. Đừng làm đúng không, đừng làm đúng không. Đừng làm đúng không nè, sức cho vợ miếng dầu ơi. Vậy lấy dầu sức cho vợ kìa. Sao hỏi giờ sao sức được. Sức dầu sao mà mới sách nữa? Sức dùng cái đi, cũng như là dầu sách nước. Sao đây dầu sao sách nước? Má mày lại sách nước thì vợ trả đồ chứ đâu cũng phải cho sách uống đâu mà ừ. Lấy cho vợ miếng dầu đi Hẳn ơi. Đó, sạch sẽ không? Sạch sẽ không? Có giặt đồ gì mới được. Bà chồng em bên đây lần nào lại nghe, em không có để cho bà giặt. Bà không có làm đậu cho bà đông ngón tay. Vậy đó, thường nha. Em cũng vậy luôn nữa. Đồ tôi giặt hết bạn rồi, tao tính gì nó lấy đồ đó. Mà đồ mình lại chữ. Kêu cho Phúc giặt. Không, giặt đồ cho mẹ làm chồng gì đâu mà không giặt đồ cho vợ. Mà tao nói gì nhớ lấy đồ đâu, mình lại mới chữ nè. Sao chị không để chồng giặt? Chồng giặt hả? Em thương chồng em. Trời ơi, thương chồng em. Em thương chồng em. Đó là
trời. Chồng tháo oxy không ạ? Chồng em đâu có thương em đâu. Trời khóc luôn. Không nghe, không bỏ, đi hoài. Có không? Vậy đó hả? Ừ. Mấy đứa cần đóng cần nhập viện cho chạy em chứ đâu. Đi kiếm tiền đó hả? Đúng rồi, chờ bán xô. À. Ông đi xin. Đi xin để kiếm tiền. Được 500 ngàn. Em đóng cho 500 ngàn rồi, em kiếm thêm 500 ngàn là 1 triệu. Chị bị bệnh gì mà nhập viện? Ê, chơi sao nó rồi, hồi đi chơi đi bệnh tiêu chảy. Ừ, tiêu chảy anh mua thuốc nữa thôi chứ. Đâu có, bệnh tiêu chảy, bệnh ói lên nó xuống á. À. Đó mình ăn đồ uống, ăn uống đi kỹ chứ quá chị. Ở vậy mình ở, mình sạch chút xíu. Ở đó đó, ưa hổng lắm nè. Anh ơi, nó này nó ưa hổng với anh nè. Nó bảo nè. À. Ta lớn mà cũng không chơi dài. Ngồi đi, ngồi nghỉ mệt đi, ngồi nghỉ mệt xíu đi. Hồi đó nó ưa hổng đó. Chị ra. Anh. Đó, đó là nghe hai đứa mày nha. Không có được là tao phá đồ nhà tao nha. Muốn phá đâu? Phá đồ là tao về tao thấy tùm lum lợn. Anh, nó là kêu hai nó lợi á. Kêu hai lợi ha, kêu hai lợi tặng quà Tết hay gì? Quậy. Bây giờ em kìa. Quậy gì đâu, quậy thì sợ luôn. Thôi coi giặt đồ đi. Rồi giặt đồ. Giỡn mà giỡn chứ la từ la thì sợ. Tới công chuyện luôn. Cái này nắng vốn tới công chuyện luôn. Rồi nó ngủ nó chọi hoài á. Trời đồ nhà lên trên trường học đó bóp. Ngủ coi ngủ được. Không phải con ha. Không phải con ha. Đâu phải đâu. Mấy cháu đừng có chọi nữa nha. Thôi rồi, xong rồi, xong chuyện rồi. Xong chuyện. Dàn xếp rồi. Anh với chị đi rồi nha, nó quậy nè. Em đã dàn xếp rồi. Ok. Đừng lo nữa nha. Mẹ ở đây mà. Quá trời. Giặt nguyên đóng lò nó tới chừng nào chị? Tại nội chị ngồi chị ngước lên là thấy là mắc hết 10-15 phút rồi. Đó, bộ đồ. Mà chị giặt ha, cái lâu lâu chị giặt nhìn trọng cái. Kỹ, giặt đồ kỹ. Em giờ phải kỹ càng. À, tốt nhất là rồi, hẳn giặt tiếp đi. Không biết giặt đồ không? Cho không biết giặt quá. Giặt nè. Rồi giặt. Giặt còn hơn là nghe. Chị chỉ đi. Công nhận ha, chị sợ cờ chứ chị cũng giặt đồ kỹ á. Chị rất là vui tính luôn. Công nhận chứ chị mặc đồ cũng lâu lâu chứ mới giặt lần đó. Kêu sức dầu cho vợ miếng đi Hằng ơi. Đi vô rồi. Rồi, bỏ chạy rồi. Ôi cái này chỉ ốm mà khi ta. Ốm mà lúc trước mình lên. Nó nào có ba bi. Có khi nào ốm ngén không? Hả? Khi nào ốm ngén không hả? Coi chừng ốm ngén thiệt á. Hỏi chị hả? Có khi nào bị ốm ngén không? Chị Kim Cương. Có khi nào ốm ngén không? Chưa. Thiệt à, thấy chị si hơn hồi trước á. Hay là mặc đồ bó quá. Ốm hơn nha chứ. Đó không? Sao nổi không vậy? Bị la nó xuống trên giặt thì nó không. Mẹ mà đụng cái là rồi con chạy nghỉ luôn á. Nghỉ ra nghỉ giặt luôn á. Đó. Rồi em đó. Hả? Thẳng vô giặt đi. Thẳng giặt đi hả? Không. Giặt tiếp vợ đi chứ. Sao nó bụng mà. Ê, trời kêu giặt kìa. Gậy kêu cái gì giặt liền á. Đây có gậy nữa hả? Gậy đâu? Ở ngoài chứ đâu quá. Trời ơi. Quen có vợ mà quen với cái bà gì nữa. Bà nào? Chị hay bà không? Gì chứ bán số đó đấy. Bạn. Thời gian nữa. Vậy là coi clip á. Coi clip của chị bà hổm á. Chị bạn thôi chứ gậy đâu mà gậy. Chị đó có chồng mà. Đó, người ta có chồng của con rồi. Ừ. Ghen vu vơ không à. Mà nữa quen cái nghe bả thôi bà chị đó thôi chồng cái kết trong này luôn nè. Bạn ở với bạn luôn. Rồi ở với bạn luôn. Quá trời ơi. Ông Hẳn thì ông ghen vợ với bạn. Ừ. Còn chị Kim Cương thì anh ghen ngược lại. Thì ghen cho em chứ bạn nhái. Nhái.
Vũ ăn nhái lại nghe kêu nhậu ở đằng đồng hội chợ đằng đi không quét cả bông lên mặt luôn. Vũ về cái đè đè vợ bạn luôn. Giặt đi tương lai là mấy cái đống đồ này tới chiều mới xong nè. Thôi chị giặt mời hồi chị quét xà bông lên mặt là hồi đè mặt luôn á. Mẹ xin vô giặt tiếp thì không cho con quỷ mà dính đồ lòng rồi quấn cây con quấn cây đi xin giàu cho vợ phải con dây người ta cột bây giờ gỡ ra luôn kìa mà vậy mà nó thương em đó. Lên đây anh thương miếng coi thương mẹ nó thương mà nha tiêu chất dầu nãy giờ không chất thôi thì như mấy cây hành ra con quỷ Hằng ơi kìa vợ nói gì kìa giặt đồ tiếp vợ đi Hằng ơi em ngồi đó hoài hồi vợ giặt mệt á. Rồi vợ xỉu đó nghe. Lại đi vợ chỉ cho vợ. Coi chừng vợ có bé bi rồi đó nghe. Thấy giống bé bi quá. Giống bé bi trong bụng luôn nè. Con đau bụng mà. Ta dầu rồi chứ. Đau bụng sức dầu vô. Chị đỡ rồi. Chị ơi. Chị. Nhà này á. Chị giặt điện thoại lên em báo cho chị tin vui. Tin vui á. Chịu không? Nghe tin vui chịu không? Yeah. Phải. Tình vui là tình muốn tình vui ai anh muốn thích tình vui hay tình buồn chứ để chị giặt đây tới chiều đó tới bộ đồ Biruma nè đây bộ đồ để cho anh tự giặt đi có ảnh mà em chỉ cho chị nè chị gom chị bỏ vô hết luôn đi rồi dọn lượt luôn chứ gom dọn đổ hết đi rồi mình đứng lên mình dọn dọn chồng kìa chồng kìa đó mình giặt tiếp vợ luôn ừ đâu cơ để gì rồi nhảy vô giặt tiếp vợ ê trời ơi cái gì vậy trời ơi nó giặt rồi giặt rồi đổ nước vô đổ nước vô chúng ta kìa ở đó mà giỡn ướt ướt từ thôi chỉ cho hai chồng giặt đồ chứ để đồ ứ động rồi nó dơ mốt rồi dồi rồi con này con kia vỗ đậu nữa. Sợ không sợ mấy con đó chứ mùng mà không giặt thì sao tối nay ngủ ta ngủ đâu em tắt mùi lực lắm. Có mũi chết nào? Nghỉ ngơi xíu đi. Có mệt, mệt nghỉ ngơi đi chị. Thấy giống như là dấu hiệu của chị giống như bị ốm ngén hay sao? Chị có đi khám lần nào chưa? Chưa. Dạ. Đi chị nghỉ ngơi. Này chắc nghi quá. Có tanh cá tanh gì không? Thử cá mắm đâu có tanh không? Lấy con mắm này em chờ thử coi. Thì ăn được mà cá thì bằng ngủ như tanh không? Rồi, có tin vui rồi. Chị có kế hoạch không? Hả? Nào giờ có kế hoạch không? Có kế hoạch đứa ơi. Ý là kế hoạch quá gia đình á, là không sanh con á. Cái hồng quá. Rồi. Chắc không biết luôn rồi, xong rồi. Hiểu rồi. Mẹ ra ngoài đó chơi. Mẹ, yên tâm, mẹ gọi nó đi. Không, mẹ phải chút xíu con giặt nữa. Ừ. Không cho mẹ giặt nghỉ luôn giận nghỉ luôn giận luôn rồi đứng rồi kìa cô đứng lên rồi kìa để cho chồng giặt đi rồi để chồng đi cho chồng bao hết luôn bao xô nè bao xô luôn ngồi nói vô ra trời ngồi gì đó né đâu mà ngồi kiểu bỏ chạy nè trời ơi à nhảy vô là bỏ chạy liền đó thêm miếng xà bông vô chị với miếng nước mình đứng lên mình dặm đi cho nhanh dậm bảy thao dậm bảy thao phái ha dậm dậm phái mua thao này nó biết nó không có bậy mẹ chị dạy chị sao em dạy em nói kêu chồng rồi giặt tiếp khi chồng giật tiếp đừng để cho mẹ chồng giật nha cho bà chồng giật làm dâu cho bà chồng chết dạ phận làm dâu quá ha chồng vợ thì giặt cái đồ còn chồng thì xách nước lên cho vợ đi giặt rồi xả đồ cứ mình xả vậy thôi à nghe chồng giặt rồi
nó đỏ. Không cho bà vợ chồng giặt luôn. Chị không bổ, bổ không? Không chịu bà vợ chồng giặt. Hai chồng giặt riêng. Tại vì chị nói là phận làm dâu rồi, không gì đó quên rồi. Tại sao mà... Phận làm dâu á, để không để cho bà vợ chồng gỡ tay vô. Thôi không gài mẹ chị đó. Làm dâu thì mình làm lướt lướt theo để cho bà chồng nghỉ ngơi. Nghĩa là làm lướt ha, bao xô hết ha. Bao xô hết. Rồi không gài mẹ chồng nấu cơm cho Giang hay gì? Em nấu á. Dạ hả? Gì ok. Rồi đi bán giấy số nữa. Tự bán cái số rồi tự đi về mà tự nấu cơm luôn. Vậy ha. Mà sao mà không chịu kế hoạch quá gia đình đi để... thấy dấu hiệu giống như là mình chị mệt mỏi cả nhà. Cô có nàng dâu hiếu thảo rồi chứ cô? Mà nghe ghét nghe bả bên ông này cũng treo leo đầu bả rồi chứ gì đó biết gì nào. Mà chị hôm giờ chị ăn chị thấy cá có tanh không? Ăn khô thì ăn được mà cá ăn cá thì nghe mặn cá thì nó phải tanh nó ngói rồi chắc mình có bầu chị cái này là chị đi khám đi ngày mai đi ghé đi khám nha. Phải cái này khám. Là phải đi ra khám mới được chứ lỡ như mà có bầu rồi vợ chồng sống về sao đây cực khổ thêm có bầu rồi đẻ ra nữa cực khổ nữa nhớ nghe nữa thôi kia gương nghe lấy cái tâm á tâm cái cục ngủ ơi thôi đừng có cháy hẳn hẳn ơi lỡ sau này vợ có bầu đẻ ra nữa rồi sao giờ hẳn tính làm công việc gì để nuôi vợ nuôi con chưa biết nữa hả hay là đi bán giấy số nữa à, đi xin tiền trước mắt là ở nhà là mình tập dọn dẹp này kia trước mắt là phải tập dọn dẹp nha hẳn giặt đồ tiếp vợ giặt đi xin tiền á mấy người già để cho mấy người già tàn tật mấy người tàn tật á xin không có nói gì mình còn tay còn chân nói chuyện thì mình phải mình lao động mình đi bán này bán kia được dạ đúng rồi chạy. Ví dụ như mình sinh là mình bị gì? Mình bị chết chứ mình trả tiền cho mình tội lắm, chết chứ tội lắm. Chị nói rất là chí lý. Còn tay còn chân mình còn làm được. Bán không chạy thì mình gán mình chạy mình bán. Chứ đừng có đi sinh. Để cho mấy người già tập quyền đó là được không được. Chị nói rất là đúng luôn á nha. Như mẹ của anh á, mẹ của Hạng á là không thấy đường, mắt mờ thì đi xin được. Còn Hạng á thì mình nên đi bán giấy số á. Thì dắt ông ngủ thì được. Mà anh để cho ông xin đi, anh dắt rồi ông chị vừa xin. Anh khỏi xin. Phải rồi. Nhắc người ngủ đi. Ông mượn ông về ông cho không. Nên có kỳ thại luôn. Rồi dắt rồi lúc mà dắt về đó rồi chú đó chia không? Chia tiền không? Thế anh nặng á mua cơm thường gì đó, cơm thường con gà gì đó mà ông ơi chẳng. Rồi lại bây giờ sống vô vậy ông ơi chẳng giống như vô. Thôi gán đi mai mốt đi bán giấy số thay vợ đi chứ giờ để vợ đi khám bữa đi. Bỏ vô chạy vô. Chiều nay ha ngoài mai đi khám đi chị. Nãy giờ muốn hỏi lắm rồi. Chị, chạy vô. Chị Kim Cương muốn hỏi hả? Ngồi nữa rồi. Rồi vậy thì chiều nay đi khám đi biết phòng khám này gần đây không? Đi siêu âm. Đi siêu âm hay đi khám đi. Sao không mua cái gì đó mình về thử chứ. Mới đây nhờ khi ấy cái que về thử coi sao hả ối hoài đó hay gạch hả cái gì gạch ơi vô mánh rồi có tự vui có thử chưa hỏi thiệt á thử chưa xỉu luôn hả vậy thử chưa hỏi thiệt á hai gạch hả rồi xong luôn hai gạch tin vui rồi thử lâu chưa hai gạch một gạch thì không có gì chân à mà lên hai gạch là có tin vui có nghĩa là thử chưa thử rồi thử rồi hai gạch lâu luôn. Chưa lâu chưa chị thử lâu chưa lâu rồi hả lâu rồi hả trước tết hay mới đây qua lúc chưa có tết
chưa tới. Mới đây thì chắc cũng nửa tháng. Không, giờ chị muốn chắc ăn thì chị thử lại. Bé em đi mua lại cho chị thử lại được không? Rồi, không? Chó té xong kìa. Chó té xong rồi kìa. Đâu? Rồi. Chó đâu? Chó té xong. Chó té xong. Định coi. Ở kia tay. Ừ, nó gót xong thiệt rồi. Phải không? Không, có nó đi dưới đó kìa. Chó té xong. Đang dưới đó kìa. Mẹ càng luôn. Mẹ em không biết nữa mà, bây giờ có hai gặp rồi, thử hai gặp rồi biết rồi. Mẹ em có đâu lúc kia nữa. Vậy là lúc thử rồi. Lúc chị thử lại giống như nhà mẹ chị hả? À. Vậy là hai gạch chính xác không? Chính xác. Rồi chuẩn bị mua đội bé đi. Thử hai gạch rồi dưới nhà chị nhà mẹ chị luôn hả? Tin dạ. Vui, tin vui. Vậy là có tin vui rồi. Vậy mà tự giờ giấu anh hả? Ờ, có bầu vui dữ trời. Có bầu mà vợ vui mà sao mặt chồng căng thẳng vậy hả? Rồi căng quá vậy hả? Cưng lắm. Con gái là được. Vậy vậy vậy? Chuyện gái không chuyện trai hả? Ông nói trai hết cưng lắm mà cưng gái nhiều. Ờ, cưng gái nha. Sợ danh chứ gì nữa. Danh danh nữa sao là to. Sợ sợ. Thấy con trai nhỏ quậy quá rồi chịu không sợ rồi khoái con gái. Ôi con gái mà chịu quậy quậy hơn trai nó đó nghe. Ờ con gái mà chịu quậy cái là quậy đục nước đó. Tại cái tuổi còn nhỏ hay quậy lắm. Quá dạy được. Trời, gái dạy được hả? Dạy, dạy không đi tối ngày sao dạy. Có nhà đâu dạy. Anh hẩm hẩm hả? Gắn xong rồi kìa. Cuối cùng thì thao đồ cũng gần xong. Đó. Rồi. Rồi. Tình vui nữa. Vui đi. Lắc lắc đầu. Dũng sao nước vô bông vô cái miệng. Đó. Mới thay đồ vô cái ngồi dưới đất. Không? Mì, rồi cuối cùng xong thôi. Xong rồi. Chồng thiệt tình chứ. Này phải chuẩn bị tinh thần trước nha. Rồi rồi thấy không? Giặt trong một thao đi xì. Đi xì luôn. Phải hãy 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 sống khiên cái thao cho vợ. Phải chi mà không lại sớm là cái đống đồ này mai mốt nó đen thù lùi luôn. Rồi giờ xả đi cho vợ nghỉ ngơi đi. Chị ngồi nghỉ ngơi đi chị. À, lên nghỉ ngơi đi chị. Để hẳn xả đồ. Xả đồ đi. Còn đâu? Để nó xả cho. Còn lên chồng lên đi. Chị hẳn xách nước đi cho mẹ xả. Chị lên. Chị đây con xách nước cho mẹ này. Ai quá ai à? Ôi, rồi. Rồi. Cô nghỉ ngơi đi để cho hẳn nó trả con. Cô mau nè. Cái tay tao gãy thiệt rồi. Má hồi nãy